Có sân chơi thích chưa nè? Nhà có sân chơi thích nhỉ? Có sân chơi thích nhỉ con nhỉ? Lại chuyển vào đây à? Em đi cô à? Minh Anh. Đông chưa? Ôi giời, còn lú lí cả một đống này. Đây cả em bé xinh gái này. Đông nhỉ? Xóm này đông nhỉ? Con nhà chú Dân ấy. Dạ cháu. Nga nào? Chị có 100 nghìn tài khoản không? Có, sao? Thế chuyển cho em. Giống bố. Giống là bố. Giống cái. Giống là bố. Cẩn thận nhá, mấy thằng kia cẩn thận nào. Em bé Trinh ơi. Thạc bá cứ phơi nắng đấy. Thôi bé, cháu không được như vậy nhỉ xím nhỉ. Ôi giời, mi đi ra nghịch rồi. Có tí con gái út bắt kè mi nhanh mi nhanh thôi. Ở kia ngồi và đỡ cháu. Ngồi đi. Không ngồi nữa lại muốn xuống này. Có ngồi không mẹ ngồi nhá. Đâu ngồi nào, hai dì cháu ngồi lên. Ok, hai dì cháu ngồi lên nào. Hai ngồi dì cháu ngồi lên. Mi ơi, người ta đã bóng vào mặt đây. Nào ngồi lên đi nha, nó bật bây giờ. Nào Ánh ngồi lên đi. Được chưa? Thôi bập nhẹ thôi, bập nhẹ thôi, ngã đấy. Bập nhẹ thôi, ôi trời ơi. Thôi, ngã đấy. Chị nặng quá à, thế thì phải thêm một đứa nữa. Đằng trong đằng trên trả một đứa nữa rồi gì. Hai thì cháu phải không cẩu được với chị. Chị ơi. Con đau hồng thì ngồi vào đây cho nó bật bằng bằng nhau. Chị thử ngồi lên. Mình ngồi lên để cho nó bật quá chịu anh đi. Thế đây chị ngồi ghế này đi, chị ngồi ghế này đây. Đây chị ngồi ra ghế này. Đây chị ngồi bên kia đi. Đấy chị ngồi ghế này đi. Chứ một mình chị nặng quá, hai đứa này không cẩu nổi. Bật nhẹ thôi ngã đấy. Thôi để yên, nó đang bằng nhau rồi, không là nó bật đấy. Ở đấy mi ra đi. Đây mẹ dắt nó ra.